Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với xe máy Thành Tâm. Thì vừa qua các mấy anh chị trên bình luận hỏi em là coi bên em còn Winner V1 không. Thì sẵn hôm nay em còn ba con cũng như là ba màu. Em quay và báo giá chi tiết cho mình cùng tham khảo nha mọi người. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And thì đầu tiên ở đây em có một con Winner V1. Con này là 2018 ha mọi người. Này là màu xanh, trắng xanh nè. Con này bản này khá là hot hồi năm 2018 luôn ha. Vừa ra là khá là hot luôn, được anh mọi người khá là săn đón nhiều luôn nè. Đó, con này vàng chân là đen mờ ha. Ốc cốt tán còn khá là mới ha. Rồi đĩa nó cũng còn mới lắm ha mọi người. Đó, đĩa còn khá là mới nè. Rồi vỏ thì được chủ trước thay là vỏ Maxxis ha, chạy nó bám đường, nó ăn đường hơn ha mọi người, chạy nó an toàn hơn. Nó còn có gai vỏ nữa nè. Đây, thì con này máy móc khá là im ha mọi người. Để em nổ máy của mọi người cũng xem ha, rồi em báo giá sau. Thì đối với tất cả các dòng xe bên em thì bên em bao máy móc riêng cho mình ha. Vậy mua xe, mọi người mua xe thì yên tâm về vấn đề này ha. Hiện tại con Winner V1 đời 2018 này em đang bán với giá chỉ 33 triệu thôi. Đó, mọi người mua thì cần trả trước cho em 3 triệu ha, mua góp thì cần trả trước cho em 3 triệu thôi nè. Mình lên hồ sơ góp 30, đậu hồ sơ góp mình đem xe về ha. 30 thì bên em có thời gian khoảng từ 12 đến 36 tháng. Đó, 12 tháng mỗi tháng mọi người góp khoảng 3 triệu 3 thôi. 15 tháng mỗi tháng mọi người góp khoảng 3 triệu thôi. Đó, rồi đối với mình muốn nhẹ hơn thì mình chọn gói là 30 36 tháng, mỗi tháng mình góp khoảng 1 triệu mấy thôi ha. Con này ở góc huyện nha mọi người. Này góc huyện nè, mọi người ở huyện á, mình mua về đăng ký bấm biển khá là rẻ ha, khoảng 242.000 thôi là có thể ra giấy được rồi. Đó, con xe khá là đẹp ha, máy móc là bên em mau ghi hết nha mọi người. Rồi. Đó, thì tiếp theo. Đây biển số 65 nha mọi người. Đó, mọi người nào mà ở Cần Thơ mua con này thì chỉ có là sang tên thôi ha, chỉ cần sang tên mình đỡ cái tiền biển số ha, tiết kiệm cái tiền biển số. Rồi tiếp theo em có một con Winner V1, con này thì trắng đen. Bản này cũng khá là hot ha. Cái này trắng đen cũng vào năm 2018 luôn. Này năm 2018 mọi người. Này bản trắng đen tem zin luôn nè, tem khá là đẹp ha. Thiết kế màu trắng khá là đẹp. Rồi, em đổ máy tiếp theo, em đổ máy cái này cho mọi người cùng nghe ha. Tham khảo. Rồi. Máy móc khá là êm nha mọi người. Rồi hiện tại con này em vẫn bán với giá là 33 triệu. Đó, con Winner V1 màu trắng này hiện tại em vẫn bán với giá là 33 triệu ha. Con này là 2018, con này góc phố nha mọi người. Đây góc phố luôn mọi người, ở phố hay ở huyện gì đó. Mình mua về mình đăng ký bấm biển khá là rẻ ha, khoảng 200 mấy chục ngàn thôi. Rồi bên đây con này em vẫn có hỗ trợ trả góp ha. Mọi người trả góp thì trả trước cho em 3 triệu ha. Tiếp tục con này trả trước cho em 3 triệu ha. Đó, Winner V1 trả trước 3 triệu thôi, mình lên hồ sơ góp 30, đổ hồ sơ góp đem xe về ha. Con này khá là đẹp luôn nè. Rồi tiếp tục em còn một con Winner V1 màu đỏ. Con này cũng trắng đỏ ha. Đó, con này cũng khá là đẹp, màu sơn thì mọi người có thể khỏi bàn cãi với màu đỏ này rồi. Đỏ này thì nó giống như đỏ candy gì đó, nó bóng hơn đỏ thường ha. Rồi để em nổ máy. Con này thì con này, đối với con này còn 2 chìa khóa luôn mọi người. Đó, 2 chìa khóa theo xe luôn ha. Đây để em nổ máy mọi người nghe. Đó. Con này máy con này còn khá là lực luôn nha mọi người. Máy con này còn khá là lực luôn nè. Khá là lạnh luôn. Đại con này thì đi chỉ vài ngàn cây thôi, đi 8.000 mấy cây thôi, đèn đề đầy đủ đó. Rồi con này thì vỏ nó còn gai vỏ luôn mọi người. Đó, còn đĩa nè, còn khá là mới ha, đĩa ốc cốt tán và heo dầu còn khá là mới luôn. Rồi thì tiếp tục con này là 2019 nha mọi người, Winner V1 màu đỏ 2019. Con này hiện tại em đang bán với giá chỉ 34 triệu ha. 4 triệu mọi người mua trả góp, chỉ cần trả trước cho em 4 triệu thôi, lên hồ sơ góp 30, đậu hồ sơ góp đem xe về. Thì con này tiếp tục, và con này ở phố ha, con này góc của nó là góc phố ha mọi người, mua về thì đóng thuế khoảng 300 mấy chục ngàn thôi, mình nghe giấy rồi. Ở phố ha, mình ở phố ha, huyện gì mình mua con này về đăng ký cũng khá là rẻ. Và tổng quan em cũng đã quay cho mọi người xem và tham khảo ba mẫu cũng như ba màu Winner V1 đang có mặt hiện tại của em ha. Thì hiện tại bên em chỉ còn 3 màu thôi. Bên em sẽ cố gắng nhập về các màu thêm để phục vụ nhu cầu của mọi người đang tham khảo và tìm kiếm cái dòng Winner V1 ha mọi người. Rồi thì hiện tại video clip em cũng xin tạm dừng tại đây. Mọi người thấy hay thì cho em xin một đăng ký kênh để nhận cái video clip mới nhất nha mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem hết video clip của em ngày hôm nay. Bye bye mọi người.